Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục kiến thức xây dựng của Bút Mực. Trong chuyên mục hôm nay, Bút Mực lại chia sẻ với các bạn về một công trình móng cốc. Như các bạn biết, móng cốc cho những công trình 1-2 tầng là một trong những cái móng rất rẻ tiền và cũng rất tốt. Nhưng ngày nay thì chúng ta làm những cái móng cốc do quá trình nhân công nó quá cao, nên một số đơn vị thi công thường là không đúng theo cái quy trình. Mời các bạn cùng xem. Ngày nay thì những cái công trình móng cốc này do quá trình là hai bên nhà kẹp khe, những cái nhà làm từ lâu đời rồi mà chúng ta làm chỉ độ 2 tầng và lập tôn trên trên, thì phần lớn là các gia đình chọn cái phương án làm cái móng cốc. Đây là một công trình như clip trước thì mình đã chia sẻ với các bạn là phía ngoài là móng cốc, phía sau thì nó vướng một cái ao, gia chủ cũng đã là đóng cọc và làm cái gia cố. Đây các bạn thấy là một cái móng cốc. Móng cốc này thì các bạn thấy là đơn vị để rất nhiều nước ở bên dưới và lót gạch để kê cái bản đế lên. Chúng ta thấy là làm rồi quá trình thì ngày hôm nay thì các bạn thấy là từ phần lớn các công trình thi công từ trước đến nay thì chúng ta thấy rất ít những công trình làm móng cốc mà làm đúng theo cái quy trình cũng như cái trình tự của cái móng cốc. Chúng ta thường hay gọi là cái móng lọ mực, móng lệch tâm, dạng móng chân vịt. Thì móng chúng ta thấy là với những cái móng này thì phần lớn là chúng ta thấy là với những cái công trình như thế này thì các bạn thấy làm do cái quá trình là gia chủ cũng thi công thì cái nguyên vật liệu các bạn biết là nó rất là bão hòa, gia chủ lo rất là đầy đủ nguyên vật liệu, nhưng mà cái biện pháp thi công ở đây là phần lớn là chúng ta làm nó chưa đúng cái móng, cho nên là các đơn vị thi công là phần lớn là làm theo kiểu ảo ảo, chúng ta cứ đổ ảo ảo xuống vậy. Đây các bạn thấy là với một đơn vị thi công như thế này, chúng ta chỉ thả mấy hòn gạch xuống bên dưới và chúng ta đặt cái tấm bản đế lên và chúng ta đổ bê tông như vậy, vuốt nhẹ, đầm qua vuốt nhẹ như vậy, thế là xong. Chúng ta thấy là về cái độ cao của cổ móng bao nhiêu, cái độ chân bản đế bao nhiêu thì chúng ta cũng hoàn toàn là không nắm được. Cứ đủ bê tông là chúng ta đổ nó đầy lên một tí, như vậy là cứ mỗi một hố khoảng 2 đến 3 bao, thế là chúng ta đánh chúng ta đổ vào kín đủ như vậy là được. Cho nên là rất là khó về kiểm soát cho những cái móng này. Như bình thường thì với những cái móng này thì sau khi các bạn đào đến cái nền đất cứng các bạn chỉnh sửa nó vuông vắn và các bạn đổ lót và chúng ta lấy cái nước nó đi, đổ lót đi. Còn nếu trường hợp nó không đổ lót các bạn phải dùng cái con kê nó cách cái mặt đất khoảng 7 cm các bạn, 7 cm. Cái này theo tiêu chuẩn 5574/2018 thì cái tiêu chuẩn này cũng đã ghi rất rõ về cái bảo vệ cốt thép trong xây dựng. Như vậy thì các bạn thấy với một cái lượng nước nó rất lớn, nếu như ta đầm thế này hoặc là chúng ta vuốt nó ra, thậm chí cái bản chân vịt thì nó quá to, nhưng mà cái chân đế để truyền dẫn lực của nó thì lại rất yếu. Cho nên chúng ta thu làm sao nó khoảng độ 15 đến 20 phân ở bản đế bên ngoài và chúng ta vuốt nó cao lên, vuốt nó cao cái cổ đế của cái chân trụ lên. Như cái lọ mực nó thu cái cổ lên thì cái quá trình phân tán lực mà truyền tải lực nó tốt hơn các bạn. Đây các bạn thấy là với cái bê tông nó rất là nhiều nước, nó đầm nước như vậy, chúng ta cũng không hút được, có thể là do cái chỗ này đất nó trì hoặc là nước nó mưa. Vì vậy chúng ta nếu như chúng ta lên đổ lót, chúng ta đào hố ra ngoài chúng ta đổ lót, có thể là chúng ta dùng cái xi măng cát khô, bê tông khô, chúng ta đổ xuống và chúng ta đầm kỹ cho nó rút nước đi và chúng ta lót xong. Lót xong chúng ta thấy nó cân bằng móng rồi thì chúng ta bắt đầu mới đưa bản đế xuống chúng ta đổ. Chúng ta đóng bản đế, đóng hộp, chúng ta thu lại, chúng ta đổ. Như các bạn thấy là một cái bản vẽ thiết kế của một cái móng cốc nó cũng rất cầu kỳ, chứ nó không phải là ví dụ như bình thường chúng ta đổ một cái bản đế lót khoảng 1m4 vuông ra thì sau này chúng ta đổ cái bản đế của chúng ta thu vào là 1m2, chừa ra khoảng mỗi bên khoảng 10 phân, chúng ta thu lại và chúng ta đóng ván, chúng ta đổ, chúng ta vuốt lên dạng chân vịt, dạng móng lọ mực lệch. Thì chúng ta được những cái chân trụ nó rất là tốt, nhưng mà phần lớn thường những ngày nay thì chúng ta là làm cố làm sao móng nó càng nhanh càng tốt. Cái này là yếu tố tâm lý, kể cả gia chủ cũng muốn là làm sao cố cho nó xong cái móng càng nhanh càng tốt, sợ mưa gió, sợ loại sợ kia, thì thường là chúng ta ít để ý đến cái móng, kể cả móng băng, móng rừng và các loại móng. Ở đây chúng ta nói chung là các loại móng, cho nên chúng ta phần lớn là chúng ta không chú ý. Đây các đơn vị có tát nước đấy, nhưng mà cái quá trình sửa thì đào sửa là gần như là chúng ta là không có.
Cho nên cái quá trình cân chỉnh, căng chỉnh của một cái móng của chúng ta là một yếu tố rất quan trọng các bạn, để cho cái lực nó phân tán đều cũng như để cho cái móng của chúng ta nó cân. Thì sau khi cuốc, sau khi đào thì chúng ta cần phải chỉnh lại và chúng ta đóng mốc, chúng ta đo cái thăng bằng xuống xem cái cao độ của chúng ta nó là bao nhiêu. Chứ còn đây là chúng ta làm nó một cách nó rất là ảo ảo. Đấy. Rất là ảo ảo. Và chúng ta xây lên và chúng ta đổ dầm, dầm lên trên. Phần lớn ở những cái nhà như thế này chúng ta lên 2 tầng, 3 tầng, 2 tầng. 2 tầng thì nó không làm sao cả. Nhưng mà khi chúng ta lên đến khoảng, chúng ta cơi lưới thêm thì bắt đầu nó mới xảy ra những cái sự cố. Hoặc là cũng có những cái nhà mà khi lên tầng cái thì nó đã có những cái sự cố ngay, dạn nứt các thứ. Nhưng mà phần lớn là chúng ta làm ở đây là chúng ta trong cái giai đoạn những cái móng cốc là chúng ta làm hiện tại nó không đúng cái quy trình. Các bạn có thể xem theo dõi tiếp và các bạn cho ý kiến đánh giá nhận xét để chúng ta cùng rút kinh nghiệm để làm những cái công trình nó tốt hơn, nó nhanh hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Thank you.
chảy. We'll be right back.